Ôi trời, dịch Covid nó chán, cũng thằng này qua quay clip mà không biết quay gì hết trơn. Tự nhiên cái nổ ra cái ý tưởng, ê hay là tụi mình chơi uống xà bông rửa chén. Thôi cha nội, tôi chưa có muốn chết, tôi chưa có lấy vợ. Trong khi hai thánh nữ đang cãi lộn thì có một cái gỗ nhãn nó xuất hiện. Người tưởng một cái gỗ nhãn gì vậy, nó chia ra sao không, tụi nó quyết định dành cho mình được. Tụi nó ăn, tụi mê, tụi nó liệt giường luôn. Đang cái lộn thì thằng Bụt ở đâu trên nóc nhà gây suông. Thằng Bụt nó nói rằng thay vì tụi bay cứ tranh giành như vậy thì tụi bay cứ chơi một trò chơi để phân ra thắng bại đi nào. Hai thánh nữ quyết chiến bằng trò chơi giật tài. Vẻ như sức lực của họ gan bằng. Ôi no, họ đã chuyển sang giật tay thằng điệu múa hoa lê luôn rồi. Có vẻ như ông Bụt cầm cái lược vẫn chưa hài lòng. Ông ấy nói rằng nếu giật tay không được thì tụi bay hãy thi một cuộc thi qua hậu để phân ra thắng bại. Nói xong cái ông Bụt cũng làm trọng tài luôn. Hàng thi đầu tiên, thánh nữ cầm giấy súc. Vậy như thái độ của ông Bụt vẫn chưa hài lòng lắm. Tiếp. Màn thi tiếp theo, thánh nữ cầm cọng rong. Tao chọn cái thằng thánh nữ cầm gõ muốn á, tao chưa thấy cái thằng nào xấu bằng nó. Nó diễn rất là xấu luôn, bây giờ tao chọn nó. Đây là chiến thắng, nó thuộc về thánh nữ cầm gõ muốn. Và anh ấy cầm gỗ nhãn đi về. Nó ăn hết gỗ nhãn đó, nó nằm viện luôn.